giờ mình sẽ lấy bột ha, mình bỏ nhẹ nhẹ lên gần sát cuticle nè. Chị em thấy không, cái này hơi nhiều bột ha, anh chị tém lên nè. Chị em thấy không, em nhích nhẹ cái cục bột lên nè, đó. Đừng cho nó đụng cuticle nha, đó. Anh chị em thấy không, cái này hơi nhiều nha, anh chị em nhớ lấy cắt bột nó đi, đó, đừng cho nó lem. Đó, xong rồi anh chị mới lấy nước nè, chị quét nè. Này, quét nhẹ nó xuống ha. Này, chị sẽ quét nhẹ nó, quét nhẹ nhàng ha. Đó. Anh chị em thấy không, em bỏ lâu nhưng mà không khô. Nhưng mà đặt lên á, thì rất rất là dẻo, không chảy nha. Đó, anh chị em thấy không, này, rất rất là dẻo ha, nhìn cuticle của em nắm ha, rất là tròn, rất là gọn ha. This is the cuticle, very round, this, very very pretty, right? Làm rất tròn. Oh, thank you chị, thank you. Thank you chị Kitty Đoàn hả? Thank you chị nha. Ok, giờ em upline lại ha, cục bột này nha. Ok, bỏ từ từ nè, đó, gần sát cuticle nha. Em sẽ tém bột từ ở dưới đẩy lên cuticle nè, đó. Chị thấy không, đẩy lên cuticle nè, đây. Đẩy nhẹ nhẹ ha, đó. Anh chị nên nhớ cho em là cái bột màu không có thể nào ăn gian được ha. Giống như là ăn gian là kiểu mà sơn lên á. À, anh chị thấy không, cuticle tròn rồi ha. Các anh chị tém từ bên hông nè, đó. Tém nhẹ hai bên hông vô. Đây, rồi anh chị mới bắt đầu vuốt ha. Lấy nước vuốt nè. Đó, lấy nước vuốt. Vuốt cho nó ra cái shape ha. Đây, cắt bột dư đi ha anh chị. Đó, nhẹ nhàng ha ha. Đây, anh chị thấy không, thì mình sẽ vuốt cái shape nó một chút. Đó, thì anh chị sẽ ra. Cách đắp bột của em rất là gọn ha anh chị ha. Ồ, dạ, thank you chị. Cách đắp bột của em rất là gọn, nên anh chị khỏi lo, nên anh chị xem được cách nào thì học nha. Đây, em lấy cục bột nhỏ ha, em bỏ lên đây, đó, gần sát cuticle nè. Anh chị lấy cái mũi cọ, anh chị đẩy từ dưới lên nè, đó, đẩy dưới lên. Đó, nhẹ nhàng thôi ha, không có cần gấp đâu, đó. Anh chị tém hai bên hông ra nè, đó. Tém hai bên hông ra nè, tí mình quét á, nó không có bị tràn vô giữa, nó không có bị thiếu hai bên hông ha. Tại vì em muốn tém hai bên hông á, tí anh chị biết chưa em. Em sẽ vuốt nè, anh chị nhìn nè, em tém hai bên hông ha, cho nó vô một chút nè. Xong em vuốt cuticle nè, anh chị thấy em vuốt nha. Em sẽ vuốt hai bên hông vô nè, anh chị thấy không? Đó, em sẽ vuốt hai bên hông nó tém vô nè, đó, anh chị thấy không? Đó, đây, anh chị thấy em vuốt hai bên hông vô không? Ở giữa em quét rất rất là ít, nên bởi vì em mới tém cái bột nó ra hai bên hông. Đó, em sẽ tém cái bột nó ra hai bên hông nè, đó. Nó chết mẹ rồi, nãy giờ anh chị em thấy. Sorry nha, sorry nha. Em sẽ quay qua một chút, ok. Đây, anh chị em sẽ thấy ha, rất là gọn. Còn cái như cái mắm này em sẽ chỉ cho anh chị nè. Anh chị thấy nó dính không? Nó hơi dính lên chút ha. Mình phải đừng có quét ngay cái khúc này nha. Bỏ cục bột lên, quét là quét cuticle mỏng và ở đầu móng mỏng thôi, không có quét ở giữa nhiều nha. Ok, bây giờ em sẽ đắp, em sẽ hướng dẫn cho anh chị đắp cái móng này ha. Honey, yes, thank you. Đó. Em sẽ lấy bột nhiều một chút. Đây, em sẽ apply nó lên ha. Em sẽ đẩy lên cuticle này, anh chị thấy em đẩy nè ha. Đó, em sẽ đẩy cuticle lên. Đó, em sẽ kéo nó ra mỏng mỏng ở hai bên hông nè. Đây, em sẽ để nó đẩy nó ra đây nè, đó. Rồi bây giờ em sẽ quét cái cuticle ra cái chỗ mà bị hõm nè. Anh chị em thấy không? Đó, xong rồi em không có quét ở đây nữa ha. Em không có quét ở đây nữa mà em quét ở chỉ đầu móng thôi. Đây, em chỉ quét ở đầu móng này thôi. Đó, anh chị thấy không?
nhẹ thôi ha, nhưng mà cái bạn đầu móng thì nó thì lại mỏng đó. Nếu mà đầu móng dày á, thì nó dính lên dữ lắm, nên anh chị nên nhớ cho em một điều á, những cái tay mà dính đó anh chị đắp cụp xuống, nếu mà cái chỗ nào mà bị hõm đó anh chị phải quét cái đầu móng và critical không. Đây anh chị sẽ thấy lại nè, đây thấy không, nó không có còn hở nữa thấy không, ở ngay khúc này nó không có còn lún xuống nữa. Đó là cái cách em đắp như thế này đó, anh chị thấy không, critical rất là đẹp ha. Đây khi em làm nhớ là cho chị học luôn. Dạ trời ơi, em mong có người ủng hộ đây nè chị. Em mong có người ủng hộ nè, có người ủng hộ là em vui rồi. Làm chứ. Đó, giờ em sẽ rửa sớm ha. Cái móng này là real nail, làm natural ha. Để mình rửa square round nha. Ok, em sẽ rửa square round nè. Xin chào anh Tư Ni Nhân. Ồ, hồi nãy anh không vô sớm để em chỉ cho anh cái cách mà làm cái móng dĩnh ha. Cái móng dĩnh á thì em đắp xong hết rồi. Đây anh chị sẽ thấy, bây giờ em sẽ giũa square round nha. Không biết là bạn muốn square nhiều hay round nhiều, nên là mình sẽ giũa trước sơ sơ vậy ha. Đây anh chị em sẽ thấy, đây anh chị em sẽ thấy em giũa như thế này trước ha. What's it? A little bit round and you like this. This I like natural. Think so? A little more round. Just a little. Okay. Hello Dung nha. Hello Dung nha. Okay. Bây giờ em sẽ vuỗ shape này như thế này. Nha. Em sẽ đặt cái cây vuỗ vô thẳng cái khóe này nè. Còn cái tay này á anh chị nhớ giữ ở đây nè. Đó, thì cái vuỗ nó không có vô cái khóe ha. Đó. Anh chị sẽ vuỗ thẳng cái khóe này một chút. Này. Nè anh chị em thấy không, nó không có bị lạm khóe ha. Đây thêm một chút nữa nha. Đó. Đây thì rất là thẳng ở bên hông rồi ha, bên hông này để thẳng nữa. Đây anh chị em thấy không, để thẳng cái bên hông này nha. Thôi anh chị giữa square trước tiên là anh chị phải giữa square trước đó, anh chị phải giữa square trước để canh á. Để canh á, ở đây thẳng chưa? Đây anh chị thấy không? Em để vô đây, canh thẳng chưa? Ở đây thẳng chưa ha? Để phát cho chị xem để học của em nhé. Thank you. Dạ. Dạ chị. Thank you, chị ủng hộ nha. Trời ơi. Với lại nhờ bột nữa nha, không phải tay nghề đâu. Mà nhờ bột nữa, ui cha, cục bột gì đâu mà. Cục bột gì chi lạ lắm. Bỏ lên cái nó đứng im mà quét thì nó đi. Ui cha mẹ ơi, cái cục bột. Yeah. Cái bột này là của Nautilus nha, anh chị có order hay inbox cho anh John nha. Đó. Đây anh chị sẽ thấy em sẽ giữ cái coffin shape natural ha. Thank you mấy anh chị quan tâm nha, em sẽ post. Thường thường thì em sẽ xóa, nhưng mà nay em post lên cho mấy anh chị. Nhiều lúc em không có dám like nhiều ha. Em sợ là người ta nói kệ, là người ta nói mày nó làm vậy mà nó la nhiều. Thôi em sẽ giống như chi dân không quan tâm. Okay. Đây như cái ngón này rất là dĩnh, anh chị em thấy không? Giờ em đắp thì nó bằng rồi không? Đó, bắt đầu là em sẽ giũa cái chỗ này cho nó nằm xuống. Ok. Nó mỏng và nó nằm xuống, nhìn rất là natural ha, nhìn rất là đẹp. Đó. Mong anh chị ủng hộ em nha. Ừ. Đó, bây giờ xong rồi thì anh chị phải lật cái tay lên ha, lật cái tay khách lên để mình giữa. Đó. Lật cái tay khách lên thì mình sẽ thấy được những cái méo, những cái mà lỗi của mình để mình sửa, chứ không có gì hết. Mình vuỗ ra một chút để cho nó
natural cái shape ha. Còn ai coi không? Anh chị nào còn coi không? Nói em để mà em biết, để mà em chia sẻ những cái shape hay là những cái kinh nghiệm mà em học nha. Những cái kinh nghiệm mà em làm từ trước tới nay đó, em sẽ nói cho anh chị nghe. Còn ai muốn học không? Chứ không có ai học, tự nhiên em nói. Nó không hay nữa. Nó bị cái ngại mà không ai coi đó. nó bị mix up một chút, nhưng mà không sao nha anh chị em nha. Ngay chỗ này thì mình rửa rau rồi, không có sao ha. Đây, nó bị mix up một chút nhưng mà không sao nha. This shape good? You like this shape? I like them a little rounder. Little rounder? Okay. You VIP. Anything you want. Okay, bây giờ nó muốn hơi tròn một chút nha. Mình sẽ vũ tròn một chút luôn. Đây. Okay, mình sẽ vũ tròn một chút nha. Anh chị nhớ cho em nha, hai cái bên hông này nè, lúc nào cũng có hai cái ngón này để trụ nè. Thứ nhất là bên đây, bên phải nha. Ok, em chạy em vũa như thế này, nhưng mà cái khóe của nó em không có phạm vô nha. Còn như cái tay này, ok, em vũa vậy đó, thấy không? Thì em không có bị mất cái khóe của nó đi đó, không có làm cho khách hàng đau nha. Khách hàng đau á, nhiều lúc mình làm đẹp cỡ nào đẹp nhưng mà khách hàng nó không thích rồi, làm nó đau rồi á, không có muốn vô nữa đó. Giống như em đi xăm mình mà ai mà làm đau em lại không có vô đâu. Đi xăm mình mà ai làm em đau lại không có vô được. Ok, bây giờ tiếp tục nha. Mình sẽ tém vô. Và vô xe. Có ai còn xem không? Em sẽ chia sẻ tiếp nha. Đúng rồi. Ok, bây giờ em sẽ giữ cái shape ha. Nó muốn brown, little bit brown. Ok, bây giờ móng như thế này nha. Okay, em sẽ giữ hai cái tay này nè, giữ trước và giữ sau ha. Em sẽ giữ cái shape cho nó khỏi bị rung cái tay khách, nó không có bị đau. You not hurt right? No. You don't feel hurt. Okay. No. Okay, that's good. Mm-hmm. Okay, round this. Yes. Okay. Bây giờ con khách mình nó mới chịu làm round vậy ha. Đây anh chị em thấy không? Đó, round ha. Thì em sẽ vũa. Anh chị em thấy không? Khi mà dở lên á thì anh chị thấy bên này sẽ cao hơn nè. Bên này thấp hơn. Chị dở cái tay nó lên và anh chị cầm ha, cầm vậy nè, cầm chặt một chút ha. Đó, anh chị giữa. Anh chị sẽ giữa. Hello my friend, how are you? Đó, anh chị sẽ thấy là cái shape ha, rất là đẹp, rất là natural. Này là natural shape, square round nha, hơi round một chút. Này là nhiều quá, nói khang cổ họng hết rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Bắt đầu cái ngón này nha. Đó, một cái móng tay này. Ok, em sẽ dỡ lên và em vỗ brow nha.
chị sẽ thấy. Tí em sẽ chụp cho anh chị coi nha. Bây giờ cái tay nó để vậy khó giữa, rất là khó cho anh chị em thấy ha. Nên nhớ là cái móng ngắn á, nếu mà móng thiệt là ngắn á thì anh chị không cần phải dở lên giữa nữa. Còn nếu mà cái móng mà nó hơi dài một chút, dạng như là medium á, thì anh chị nên dở lên giữa một chút kỹ thì anh chị nhiều khách hơn ha. Alo, tôi là Nhân. Bữa đó sorry nha, bữa đó gắn móng nhưng mà cái tay nó chưa có cụp đâu. Bữa nào mình đắp móng cụp thì cụp á, khách mình vô mà cái con bé nó vô mà lấy móng nó cụp thì cụp á, thì mình sẽ quay đi live stream, mình sẽ quay riêng cho bạn coi ha. Nên chị em thấy không, em không có cần giữ nhiều ha. Đây nhìn đây, rất là natural đấy, mỏng nhưng mà rất là natural, không có nhìn nó giống như móng thiệt mà mình sơn treo mà sơn kỹ vậy đó. Đó chị em thấy không, cuticle của em rất là tròn ha. Ok, anh chị nào mà muốn em giũa cái giũa này chậm lại cho anh chị em coi á thì cứ lên tiếng nha. Chị em muốn em giũa cái giũa này chậm lại thì cứ nói nha, em giũa chậm lại. Em sẽ nói cho anh chị biết là giũa như thế nào nữa. Chị em sẽ thấy ha, rất là mỏng này, rất là mỏng rất là đẹp. Này. Đó, chị em thấy không, cách ăn chạy critical rất là mịn màng, nhẹ nhàng, tình cảm, giống đôi mới yêu vậy đó. Ui cha ơi, mẹ cha ơi, nhẹ nhàng lắm. Thử mà em bật, em tắt cái camera coi, là yêu lâu năm rồi á. Cam quạt cho. Đây, cái này cái móng này dính nha, anh chị nhớ nha, cái móng này rất là dính. Bây giờ em sẽ giũa cho nó mịn cái đầu nè. Đây. Đó. Em sẽ giũa cho nó mịn cái đầu và cuticle. Thì anh chị sẽ nhìn nè. Thấy không? Nó khác với cái móng thiệt nó hồi nãy nhiều rất là nhiều ha. Đó. Và tiếp ha. Tiếp tục nè, giũa này em để rất là nằm ha, không có chúi mũi hay gì hết. Đây, chỉ có bên hông này nè là em nhỉnh chúi nhẹ chút đó, lên tới silicone là em nhẹ nhẹ em quẹt qua. Chị thấy em thấy không, em thấy rồi mà làm không được hả? Từ sẽ làm được thôi, gì vài năm nữa. Cái quá đó, anh chị em thấy không, cuticle rất là đẹp ha. This cuticle, oh my goodness. Ôi, nói vậy thương. Không có tiền tập everyday luôn. Ok. Hello, hello nha. Hello, hello. Hola, hola, ¿cómo está? Every time luôn. Đây. This buffer that take out the wire around here. This take out. Let's see. See on here. The widest buffer take it out.
Mua gì con? Là gì? Bây giờ mình sẽ turn on the top cuff. Đây là night color. Night color. Ok. Hàng bột thường. Bây giờ rất là đẹp ha. Ôi chú cha mẹ ơi. Ôi giời ơi ha. Dễ ăn ha. Beautiful color. Right. Very, very pretty color. Beautiful, beautiful. Mm-hmm. Okay. Ê, cô chị Loan cắm giùm em cái dây sạc ở dưới chân em á. Yeah, đúng rồi. Để chừng hết đinh cái khổ em. Oh my god, that's so pretty, the color. It's a beautiful shape. The beautiful real now. Oh my god. To the all of them, beautiful. Oh. Alright. Right? Okay, giờ mình sẽ show up cho mọi người xem nha, mình oil on. This oil. Mình sẽ oil on ha. Có sản phẩm nha anh chị em nha. Nó cái anh trên Mỹ gì đó, tôi đứng phụ tá ngoài nha. Lần sau là nhớ dắt cái cặp đồ nữa nha. Ok, sẽ cho xem sản phẩm ha. This beautiful color. Nào, dưới lên. Yes. Có đứa tay chị lên. Để cái màu nào đây. Vậy, vậy, vậy. Dập. Tiếp theo. Overlay the color powder. This color 149. Beautiful. Black polish. Like this? Yes. Mm-hmm. Oh my goodness, so beautiful. Come on, light. Okay. You don't have me the picture. Right here. Pretty color. Đưa cái màu lên số mấy nữa chứ. And then this color 149. Okay.